Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 11 tháng 12 năm 2014. Chương trình có những nội dung chính sau. Kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 8 bước sang ngày làm việc cuối và bế mạc. Ngành công nghiệp Vĩnh Long phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2014. Tin trong nước, Đại hội Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ 3, nhiệm kỳ 2014-2019. Việt Nam đoạt 2 huy chương vàng Olympic khoa học trẻ quốc tế. Tin cập nhật về cơn bão số 5. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 4 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, sáng nay Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 8 đã bế mạc kỳ họp thứ 12. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã phân tích, thảo luận, đóng góp nhiều giải pháp cụ thể thiết thực và biểu quyết thông qua 23 nghị quyết quan trọng. Trong đó có nghị quyết nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2015 với nhiều chỉ tiêu phấn đấu như tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 7,20%, giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng 2%, tổng kim ngạch xuất khẩu 330 triệu đô la Mỹ, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 12.000 tỷ đồng, tổng thu ngân sách trên địa bàn kể cả nguồn thu sổ số kiến thiết là 4.301 tỷ đồng. Đến năm 2015, tỉnh Vĩnh Long có 21 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, tạo thêm việc làm cho 27.000 lao động. Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh còn thông qua các nghị quyết như nghị quyết về việc quy định giá đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh, nghị quyết về quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động về phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn tại các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, nghị quyết bầu cử bổ sung chức danh chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết về danh mục các công trình dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. Trong kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu đúng nội dung trình tự thủ tục các bước tiến hành thực hiện theo quy định. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân đã dành thời gian nghiên cứu đánh giá một cách thận trọng, khách quan, công tâm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai đầy đủ chính xác kịp thời. So với lần lấy phiếu tín nhiệm trước, nhiều đại biểu số phiếu tín nhiệm cao tăng, số phiếu tín nhiệm thấp giảm, cho thấy nhận xét của đại biểu đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, mức độ tín nhiệm có cải thiện nhiều. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trương Văn Sáu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhận định, năm 2015, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh vẫn còn những khó khăn thách thức, đòi hỏi phải phấn đấu vượt bậc, nỗ lực tập trung thực hiện tốt nghị quyết Hội đồng nhân dân đề ra. Để các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị ngay sau hội nghị này, kỳ họp này, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của kỳ họp. Các ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy cái vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Hội đồng nhân dân vừa ban hành. Tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau kỳ họp này phối hợp với chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri để thông báo với cử tri kết quả của kỳ họp. Đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh về thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân và các ngành, các cấp có liên quan giải quyết những bức xúc của nhân dân. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi kêu gọi các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân trong tỉnh cùng nhau đoàn kết, nhất trí, nêu cao ý thức tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn thách thức, chung tay góp sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 2015. Ông Trương Văn Sáu cũng đánh giá kỳ họp đã có nhiều cải tiến trong cách điều hành của chủ tọa, chủ đề chất vấn được chọn lọc đi vào những vấn đề khó khăn đang được đặt ra từ thực tiễn. Trong phần chất vấn và trả lời chất vấn, chủ tọa dành nhiều thời gian hơn cho thảo luận, tranh luận, từ đó đã tạo cho kỳ họp một không khí dân chủ và nghiêm túc, phát huy được vai trò trách nhiệm và năng lực của đại biểu. Nhằm đánh giá rút kinh nghiệm, phát huy hiệu quả việc triển khai mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh, chiều nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết mô hình này giai đoạn 2009-2014. Nếu như trước khi triển khai mô hình, toàn tỉnh đã phát hiện 540 vụ bạo lực gia đình, sau 5 năm thực hiện tại 40 xã, đã có 377 trường hợp chuyển biến tốt, phát hiện và tác động kịp thời gần 200 đối tượng có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình. Nhận thức của người dân trong công tác phòng chống bạo lực gia đình cũng được nâng lên đáng kể.
Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện mô hình vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục, đó là không có kinh phí hoạt động cho cơ sở khi tỉnh chuyển giao mô hình về cho huyện, xã, dẫn đến chất lượng sa sút, thiếu cán bộ làm công tác này, đa số kiêm nhiệm, một số địa phương còn chưa quan tâm đến công tác này, thiếu tài liệu tuyên truyền, hành vi văn hóa gia đình của một bộ phận người dân chưa cao. Đây cũng là những vấn đề được đại biểu tập trung thảo luận, tìm giải pháp để triển khai mô hình tốt hơn trong thời gian tới. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Vĩnh Long, sau một tháng triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella đợt 2 cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi, toàn tỉnh đã có 7 trên 8 huyện thị thành phố cơ bản hoàn thành chiến dịch với trên 94% trẻ trong độ tuổi được tiêm. Đến thời điểm này, ngoài huyện Long Hồ, 7 huyện thị thành phố trong tỉnh đã tiêm vaccine sởi rubella cho trên 65.000 trẻ từ 6 đến 10 tuổi, đạt tỷ lệ 94,6%. Trong đó có 8 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm và không có trường hợp phản ứng nặng. 57 trẻ chống chỉ định cho mắc bệnh do mắc bệnh mãn tính, dị ứng thuốc và bệnh động kinh. Trên 2.240 trẻ quản tiêm do mắc bệnh sốt, ho, sổ mũi, viêm phổi hoặc mới tiêm vaccine phòng bệnh và trên 1.370 trẻ chưa ra tiêm. Tuy nhiên, trong số trẻ chưa ra tiêm, có trên 440 trẻ gia đình không đồng ý tiêm do trẻ đã được tiêm rồi trước đó. Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục tổ chức tiêm vét cho trẻ. Vì thế, các bậc phụ huynh cần tích cực đưa trẻ đến tiêm vaccine sởi rubella để tạo miễn dịch bảo vệ trẻ trước hai căn bệnh nguy hiểm này. Thưa quý vị, năm 2014, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa, đại diện cán vụ đường thủy nội địa khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long còn tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các vụ vi phạm luật giao thông đường thủy nội địa theo đúng quy định của pháp luật. Qua kiểm tra và làm thủ tục ra vào cảng cho gần 3.000 lượt phương tiện thủy các loại, đại diện cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện và lập biên bản 118 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy nội địa. Qua đó, lực lượng chuyên ngành đã giáo dục, nhắc nhở 23 trường hợp vi phạm lần đầu và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 95 trường hợp với số tiền xử phạt gần 52 triệu đồng với các hành vi vi phạm như giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực, không có danh bạ thuyền viên, thiếu trang thiết bị an toàn, phương tiện chở quá tải trọng cho phép. Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long đang quản lý 45 cảng bến thủy nội địa trên tuyến sông Tiền và sông Cổ Chiên. Hàng năm có đến hàng chục ngàn lượt người và hàng trăm ngàn tấn hàng hóa thông qua các cảng bến. Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý nên năm 2014, đơn vị đã không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa trong khu vực đơn vị quản lý. Năm 2014, mặc dù sản xuất nông nghiệp và thủy sản của tỉnh Vĩnh Long gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của sâu bệnh trên cây trồng vật nuôi, giá một số mặt hàng nông sản thiếu ổn định và khó tiêu thụ, song nhờ tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nên giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản của tỉnh Vĩnh Long vẫn tiếp tục tăng trưởng. Năm 2014, giá trị sản xuất toàn ngành nông lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh ước đạt 19.368 tỷ đồng, tăng 2,02% so với năm 2013. Trong đó, ngành nông nghiệp tăng 3,75%, ngành thủy sản giảm 8,83%. Về sản xuất nông nghiệp, trong năm, cây lúa đạt sản lượng hơn 1.086.000 tấn, tăng hơn 22.000 tấn so với năm 2013. Diện tích gieo trồng màu được nâng lên gần 47.800 ha, tăng hơn 3.400 ha. Riêng sản lượng cây lâu năm đạt 521.000 tấn, giảm 2,29% so với năm 2013. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh chổi rồng và sâu đục trái trên cây có múi, cộng với việc người dân đốn nhãn để trồng lại cây trồng khác. Tổng đàn gia súc gia cầm của tỉnh tiếp tục phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi. Tuy nhiên, trong năm qua, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản gặp khó, sản lượng chỉ đạt hơn 117.000 tấn, giảm gần 10% so với năm 2013. Nguyên nhân là do giá cá tra nguyên liệu thường thấp hơn giá thành sản xuất nên không kích thích người nuôi mở rộng diện tích nuôi cá. Sáng nay, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long và Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản Vùng 5 đã trao giấy chứng nhận Việt Gáp cho mô hình sản xuất lúa của tổ hợp tác An Phú B, xã Long An, huyện Đông Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Mô hình được triển khai thực hiện từ vụ thu đông năm 2014 trên diện tích 57,68 ha, có 95 hộ dân tham gia. Tổ chức 6 lớp tập huấn phổ biến cho nông dân về biện pháp sản xuất lúa theo tiêu chuẩn an toàn cấp quốc gia, hướng dẫn nông dân cách ghi chép nhật ký sản xuất để có thể truy nguyên nguồn gốc sản phẩm khi cần thiết. Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Việt Gáp giúp nông dân tăng năng suất so với bên ngoài từ 1 đến 1,5 tấn trên 1 hecta. Chất lượng lúa được đảm bảo nên tạo điều kiện thuận lợi trong tiêu thụ. Quan trọng hơn là sức khỏe của người nông dân trực tiếp sản xuất và người tiêu dùng được đảm bảo.
Tính đến nay, Vĩnh Long đã có 5 cơ sở sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn Việt Gáp với tổng diện tích trên 237 hectare. Thưa quý vị và các bạn, năm 2014, ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đạt chỉ số tăng trưởng 13,5% so với năm 2013, với tổng giá trị sản xuất là 21.500 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian qua, các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhằm vượt khó duy trì tăng trưởng. Từ đầu năm đến nay, tuy vẫn còn gặp khó khăn trong sản xuất, nhưng nhà máy phân bón Cửu Long vẫn nỗ lực thực hiện đạt gần 90% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 36.000 tấn sản phẩm các loại, doanh thu trên 337 tỷ đồng. Chúng tôi triển khai đầu tư nâng cấp công nghệ để tăng năng suất, lao động trong sản xuất. Thứ hai nữa là về mặt kiện toàn cái bộ máy nhân sự, tăng cường sử dụng cái mô hình quản lý đa chiều, áp dụng cái tiêu chuẩn ISO vào cái hệ thống quản lý của nhà máy. Thứ ba đó là tăng cường các cái hoạt động xúc tiến thương mại đấy, và phân phối sản phẩm theo chiều sâu. Hiện với những hợp đồng đã ký kết với khách hàng và tiềm năng của thị trường sẵn có, dự báo năm 2014, nhà máy sẽ đạt sản lượng sản xuất 43.000 tấn sản phẩm các loại, doanh thu ước đạt 390 tỷ đồng. Nhờ dự báo trước những khó khăn tác động đến sản xuất kinh doanh, ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp đã chủ động liên doanh, liên kết với đối tác tìm kiếm mở rộng thị trường, đầu tư đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Công ty luôn luôn củng cố thị trường cũ và mở thị trường mới. Vấn đề thứ hai là luôn luôn cải tiến kỹ thuật, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Và vấn đề thứ ba là chúng tôi cạnh tranh với giá cả thị trường để có cái điều kiện cạnh tranh trên thị trường đang cạnh tranh rất là mạnh. Phải tổ chức sản xuất theo cái kế hoạch sản xuất và cái nguồn hàng mà đã thỏa thuận với khách hàng. Trong quá trình tổ chức sản xuất thì tập trung cho cái việc tăng năng suất lao động, xây dựng cái quy trình kế hoạch sản xuất hợp lý để làm sao đảm bảo được hàng tháng hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất. 11 tháng qua, giá trị sản xuất của ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đạt trên 18.000 tỷ đồng, tăng trên 11% so với cùng kỳ năm trước. Để đảm bảo cho việc tăng trưởng của ngành công nghiệp, thời gian qua, các ngành hữu quan đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo nghị quyết 01 của chính phủ, nhất là việc tạo điều kiện để doanh nghiệp gia vốn đầu tư phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Thì về góc độ Sở Công Thương cũng đang là tìm hiểu kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh, của An Giang để cái kết nối làm sao cái giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp để có thể là mua hàng của nhau, rồi kết nối với doanh nghiệp với ngân hàng thì để các ngân hàng có thể xem xét từng trường hợp cụ thể mà giải quyết cái cho vay cho doanh nghiệp để tháo gỡ cái đầu vào. Với những giải pháp tích cực và sự quyết tâm khắc phục khó khăn của các doanh nghiệp, năm 2014, ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Long vẫn ổn định và phát triển sản xuất, góp phần vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế tỉnh nhà. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, 320 đại biểu, cán bộ, hội viên, cựu thanh niên xung phong của 60 tỉnh thành hội đã tham dự Đại hội Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ 3, nhiệm kỳ 2014-2019, đồng thời kỷ niệm 10 năm thành lập hội 2004-2014 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Sau 10 năm thành lập, Hội Cựu Thanh niên xung phong đã kết nạp được 360.700 hội viên, sinh hoạt trong 6.547 tổ chức cơ sở, xã, phường, 531 quận, huyện, 60 trên 63 tỉnh, thành phố, thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi cho cựu thanh niên xung phong. Hoạt động nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa được tiếp tục đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, đã góp phần giáo dục, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, trở thành phong trào rộng lớn. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng tình với các chương trình hoạt động lớn do hội đề ra trong nhiệm kỳ 3, như nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của cựu thanh niên xung phong. Vì nghĩa tình đồng đội, vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các công tác xã hội, xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tại buổi lễ, Quỹ Xã hội Từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã trao sổ tiết kiệm tặng 43 tỉnh thành hội cựu thanh niên xung phong trong cả nước. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập 11 tháng 12 năm 2009, 11 tháng 12 năm 2014. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự và chúc mừng chỉ huy, sĩ quan, cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng Cảnh sát Cơ động. Từ khi thành lập đến nay, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an địa phương đấu tranh khám phá các chuyên án lớn về tội phạm hình sự, buôn lậu, tội phạm buôn bán ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài, sử dụng công nghệ cao, trấn áp truy bắt những kẻ cầm đầu, ngăn chặn có hiệu quả các tổ chức nhen nhóm bạo loạn, các vụ gây rối an ninh trật tự, góp phần làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, bọn phản động, lưu vong, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của ta. Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị lực lượng Cảnh sát Cơ động tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập các phương án, kế hoạch phối hợp tác chiến, quy trình tham gia xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự nhằm chủ động đối phó với mọi tình huống đột xuất bất ngờ có thể xảy ra. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài nền, nắm chắc tình hình, tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị, đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác với cảnh sát các nước trong công tác huấn luyện, đào tạo, tiếp tục rèn cán luyện quân gắn với thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về cơ cấu chức năng nhiệm vụ của y tế xã, phường, thị trấn có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 1 năm 2015. Theo đó, y tế xã, phường, thị trấn, trạm y tế là đơn vị thuộc trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, thành phố có chức năng cung cấp thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, khám chữa bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, tham gia kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược, tư nhân có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Nhân lực của y tế xã là viên chức, số lượng người được xác định theo vị trí công việc, nhu cầu thực tế của từng vùng miền. Những trường hợp đã đủ 36 tháng làm việc tại trạm y tế xã, đáp ứng đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chuyên môn được xét tuyển đặc cách. Trường hợp chưa đủ 36 tháng và viên chức được tuyển từ ngày 31 tháng 1 năm 2015, thực hiện tuyển dụng và ký hợp đồng theo quy định của luật viên chức. Đoàn học sinh Việt Nam đã giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng cuộc thi Olympic khoa học trẻ quốc tế lần thứ 11, tổ chức từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 12 tại thành phố Mendoza, Argentina. Đây là thành tích cao nhất của Việt Nam trong các lần tham dự cuộc thi này. Huy chương vàng thuộc về hai em Mai Đặng Quân Anh và Đinh Anh Dũng. Các em Nguyễn Bằng Thanh Lâm và Nguyễn Đức Quang đoạt huy chương bạc và Nguyễn Minh Chính thu được huy chương đồng. Cả 5 em đều là học sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Cuộc thi năm nay có 234 học sinh đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Chỉ có 10 nước có huy chương vàng và 5 nước đoạt từ 2 huy chương vàng trở lên. Olympic khoa học được tổ chức hàng năm dành cho các học sinh dưới 15 tuổi. Thành tích của đoàn Việt Nam là bước đệm cho chặng đường tiến tới những thành tích cao hơn ở các kỳ Olympic toán học, vật lý, hóa học và sinh học quốc tế. Tiếp theo là thông tin về cơn bão số 5 mà chúng tôi cập nhật từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương. Chiều nay, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 17 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, cách các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận 280 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giờ cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Tối nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, ở phía Tây, khu vực giữa Biển Đông còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu có sóng biển cao 2-4 mét. Vùng ven biển các tỉnh Nam Bộ, Vũng Tàu, Bà Rịa đến Bến Tre, Trà Vinh cần đề phòng dông, lốc xoáy, gió giật mạnh, sóng biển cao 1,5-2,5 mét. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Tiếp theo là phần tin thế giới với những nội dung chính như sau. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và Hàn Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác và trao đổi thương mại giữa hai bên.
dư luận quốc tế tiếp tục lên án Mỹ vi phạm nhân quyền sau khi Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ công bố báo cáo về chương trình thẩm vấn tù nhân của Cục Tình báo Trung ương với các hình thức tra tấn tàn bạo. Thưa quý vị, trước thềm hội nghị cấp cao kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối ngoại giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Hàn Quốc tại thành phố cảng Busan, sáng nay, Tổng thống nước chủ nhà Hàn Quốc Park Geun-hye và Tổng thống Thein Sein của Myanmar, nước đang giữ chức chủ tịch ASEAN, đã cùng kêu gọi sự tăng cường hợp tác và trao đổi thương mại giữa ASEAN và Hàn Quốc. Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN Hàn Quốc với sự tham dự của hơn 400 đại biểu, Tổng thống Myanmar Thein Sein kêu gọi với lãnh đạo doanh nghiệp hãy tận dụng tiến trình tự do thương mại, biến nó thành cơ hội để phát triển kinh tế khu vực. Tổng thống Park Geun-hye thì bày tỏ hy vọng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp của hai bên sẽ đóng vai trò đi đầu trong việc phát triển thành công mối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc. Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc dự kiến sẽ khai mạc vào 7 giờ tối nay giờ Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hiện đang có mặt tại Busan để tham dự hội nghị và các sự kiện bên lề. Với chủ đề xây dựng niềm tin, tạo dựng hạnh phúc, hội nghị kéo dài 2 ngày này đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên. ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Hàn Quốc với kim ngạch thương mại 2 triệu trong năm 2013 đạt 135 tỷ đô la Mỹ. Sáng nay, chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc đã bắt đầu chiến dịch tháo gỡ các rào chắn và lều trại của người biểu tình tại quận Kim Trung. Đây là khu vực chính của phong trào biểu tình chiếm trung tâm trong 2 tháng rưỡi qua. Trước khi các công nhân tiến hành dọn dẹp, nhân viên thực thi pháp luật của Hồng Kông đã đọc thông báo yêu cầu người biểu tình khai thông khu vực này, đồng thời tuyên bố việc chiếm giữ đường phố là bất hợp pháp và rằng tất cả các chướng ngại vật sẽ bị tháo dỡ. Hầu hết người biểu tình đều đã tự thu dọn lều trại và các vật dụng trước khi rời khỏi đây, theo yêu cầu của chính phủ. Tuy nhiên, một số người tuyên bố kiên quyết bám trụ bất chấp cảnh báo sẽ bị bắt giữ. Theo truyền thông Hồng Kông, khoảng 7.000 cảnh sát đã được điều động để giám sát chiến dịch này. Cảnh sát Hồng Kông cũng cảnh báo người dân không đến quận Kim Trung hôm nay vì nơi này là khu vực có nguy cơ cao. Dự kiến chiến dịch tháo dỡ khu trại chính của người biểu tình tại đây sẽ hoàn tất trong đêm. Ngay sau khi Ủy ban Tình báo của Thượng viện Mỹ công bố báo cáo về chương trình thẩm vấn tù nhân của Cục Tình báo Trung ương CIA với các hình thức tra tấn tàn bạo, liên tiếp trong 2 ngày nay, dư luận thế giới đã đồng loạt lên án các hành động vi phạm nhân quyền này, đồng thời yêu cầu Mỹ truy tố tất cả những đối tượng có liên quan. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã cực lực lên án các hành vi mà ông gọi là vô nhân tính do CIA thực hiện tại các trung tâm giam giữ ở Afghanistan cùng nhiều nước khác. Trung Quốc và Iran cũng đã lên tiếng chỉ trích chương trình thẩm vấn tàn bạo của CIA, đồng thời kêu gọi Washington tuân thủ các công ước quốc tế về nhân quyền. Các đồng minh châu Âu thân cận của Mỹ cũng đã có phản ứng mạnh mẽ. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng tình trạng lạm dụng vũ lực nói trên là sự vi phạm trên diện rộng các giá trị tự do và dân chủ. Ủy ban châu Âu thì nhận định bản báo cáo của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đã làm nảy sinh nhiều câu hỏi về tình trạng vi phạm nhân quyền của chính quyền Mỹ. Tuy nhiên, các nỗ lực yêu cầu Mỹ thực thi công lý đối với các cá nhân có liên quan đến chương trình tra tấn của CIA là khó khả thi. Báo cáo của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ không đưa ra yêu cầu truy tố. Còn theo Nhà Trắng, Bộ Tư pháp Mỹ cũng sẽ không đảo ngược quyết định không truy tố. Hôm nay, chính phủ Ukraine đã tuyên bố hủy bỏ quy chế không liên kết với các khối liên minh quân sự. Đây được xem là đặt nền tảng pháp lý mở đường cho Ukraine có thể gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong cuộc họp báo tại thủ đô Kiev, cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết việc nước này thay đổi quy chế không liên kết nhằm xúc tiến quá trình gia nhập NATO là do quan ngại phong trào đòi liên bang hóa tại hai thành phố Donetsk và Lugansk ở miền đông sẽ lan ra các khu vực lân cận. Tình hình tại thành phố Kharkov và Odessa không khả quan. Các thành phố này có thể sẽ trở thành những Donetsk và Lugansk tiếp theo. Chúng tôi đang đối mặt với những thách thức trong việc kiểm soát tình hình tại đây. Việc Ukraine mong muốn sớm gia nhập NATO để tìm sự hỗ trợ lớn hơn từ khối quân sự này trong giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông đã vấp phải sự phản đối của một số nước, đặc biệt là Nga. Theo ông Yevhen Matchut, người đứng đầu văn phòng hợp tác an ninh giữa Ukraine với NATO và Liên minh châu Âu, đến nay NATO vẫn không mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng giải pháp quân sự. Ông Matchut cho rằng, dù Ukraine có thay đổi quy chế không liên kết, thì nước này vẫn còn một quá trình dài để có thể trở thành thành viên của NATO. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin vắn đáng chú ý. Hôm nay, một vụ đánh bom tự sát nhằm vào chiếc xe buýt chở binh sĩ Afghanistan đã xảy ra ở ngoại ô thủ đô Kabul, khiến 6 binh sĩ thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Phiến quân Taliban tại nước này đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.
Taliban gần đây tăng cường các cuộc tấn công tại Afghanistan, trong khi thời hạn chót lực lượng quốc tế rút khỏi nước này đang đến gần. Cảnh sát thủ đô London, nước Anh hôm nay cho biết đã bắt giữ 76 người về các vụ gây rối trật tự công cộng trong cuộc biểu tình tại khu trung tâm mua sắm Westfield vào đêm qua. Những người này thuộc nhóm biểu tình phản đối việc một tòa án tại New York Mỹ quyết định không truy cứu nhân viên cảnh sát da trắng đã siết cổ đến chết người đàn ông da màu Eric Garner hồi tháng 7. Sáng nay, lính cứu hỏa tại thành phố Chicago, bang Illinois của Mỹ đã khống chế thành công đám cháy tại một tòa nhà hơn 100 năm tuổi. Ngôi nhà được xây dựng vào những năm 1909 này, trước đây là một trạm cứu hỏa, và đến thập niên 1990 thì được chuyển thành nhà hàng. Công trình kiến trúc lịch sử này được xem là tòa nhà biểu tượng của thành phố Chicago. Chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.